Lam khử mùi mồ hôi là sản phẩm không còn xa lạ với nhiều người. Hiện nay trên thị trường có nhiều hãng sản xuất mặt hàng này. Trong số đó, sản phẩm của hãng Etiacin được đông đảo khách hàng ưa chuộng hơn cả vì có tác dụng đặc trị mọi mùi mồ hôi khó chịu trên cơ thể. Một, có nên dùng lam khử mùi mồ hôi? Tiết mồ hôi là một cơ chế bài tiết của cơ thể, giúp thanh lọc cơ thể, đốt cháy mỡ thừa. Tuy nhiên, điều không mong muốn là mùi mồ hôi tiết ra gây khó chịu cho chính mình và nhất là những người xung quanh. Một số người có mùi mồ hôi dầu rất nặng, khó ngửi. Bên cạnh đó, mồ hôi hay tiết ra ở những khu vực dễ gây nhạy cảm như ở nách bàn tay, điều đó làm mất tự tin khi giao tiếp ở nơi đông người, gây ra sự ngại ngùng, khó gần gũi đối với bạn bè, đồng nghiệp. Chính vì lý do trên, việc sử dụng sản phẩm lăn khử mùi mồ hôi là một biện pháp nên áp dụng để lấy lại sự tự tin, mạnh mẽ, cải thiện hình ảnh bản thân trong mắt mọi người. Hơn nữa, việc sử dụng sản phẩm cũng rất đơn giản, kín đáo, mùi dễ chịu, không ảnh hưởng đến sức khỏe, quần áo, thời trang, không gây tác dụng phụ. Một số sản phẩm còn có tác dụng ngăn chặn tiết mồ hôi nên có thể sử dụng lâu dài như một biện pháp điều trị bệnh tiết mồ hôi trên một số vùng cơ thể. Hai, lăn khử mùi mồ hôi Etiacin có gì khác biệt? Etiacin là một sản phẩm thuộc dạng dược mỹ phẩm có xuất xứ từ Pháp, dùng để khử mùi mồ hôi và điều trị chứng ra mồ hôi ở nhiều vùng trên cơ thể. Sự khác biệt ở đây là chức năng, công dụng của sản phẩm này không chỉ đơn thuần là khử mùi khó chịu của mồ hôi như nhiều loại lăn khử mùi khác mà còn có tác dụng điều trị bệnh tiết mồ hôi. Trên thị trường có nhiều loại lăn trị mùi mồ hôi, đa số thuộc loại mỹ phẩm chứ không phải dược mỹ phẩm, chỉ có tác dụng ngăn mùi mồ hôi tạm thời mà không có tác dụng điều trị. Hơn nữa, những sản phẩm này hiệu quả không kéo dài, chỉ vài tiếng là hết công dụng. Ngược lại, đối với lăn khử mùi mồ hôi Etiacin có tác dụng kéo dài vài ngày sau một lần sử dụng. Quá trình sử dụng không gây ố vàng vải áo và nhờn dính như các loại khác. Sản phẩm có mùi hương cùng thoang thoảng rất dễ chịu. Chính từ ưu điểm vượt trội trên nên lăn khử mùi mồ hôi Etiacin là một sản phẩm khử mùi mồ hôi được ưa chuộng hàng đầu ở Pháp và nhiều nước trên thế giới. Ba, lý do nào khiến lăn khử mùi mồ hôi Etiacin được ưa chuộng trên thế giới? Là sản phẩm kết hợp giữa mỹ phẩm và y khoa. Nhà sản xuất đã nghiên cứu sâu xa gốc rễ của vấn đề tiết mồ hôi và mùi mồ hôi. Từ đó tận dụng thành quả của y khoa để cho ra đời công thức độc quyền chế tạo sản phẩm mà không hãng nào có được. Cảm nhận được hiệu quả rõ ràng. Đây là yếu tố hàng đầu tạo nên thương hiệu sản phẩm. Với khả năng khử mùi mồ hôi triệt để và ngăn tiết mồ hôi gần 80% ngay sau khi dùng lần đầu, đặc biệt hiệu quả có thể kéo dài lên đến 2 hoặc 3 ngày nên khách hàng chỉ sử dụng một lần là cảm nhận rõ ràng hiệu quả của sản phẩm. Có nhiều lựa chọn cho từng làn da. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến khách hàng và nắm rõ đặc điểm của nhiều làn da khác nhau, nhà sản xuất đã nghiên cứu ra 3 loại lăn khử mùi mồ hôi dành cho 3 loại da khác nhau. Lăn khử mùi Etiacin Detangberon Treatment cần pho cộng Essos Biosensibles, màu nâu, dành cho da siêu nhạy cảm. Lăn khử mùi Etiacin Treatment Biosensible, màu xanh, dành cho da nhạy cảm. Lăn khử mùi Etiacin để Transparent trái tẩy mình Essos Bio Normal, màu đỏ, dành cho da thường. Dễ sử dụng, an toàn. Sản phẩm không có mùi nồng, chỉ có hương cùng thoang thoảng dễ chịu, không gây ố quần áo, không dính nhớt khi sử dụng, có thể dùng thường xuyên không gây tác dụng phụ. Như vậy, khách hàng hoàn toàn yên tâm để lựa chọn Etiacin làm giải pháp lâu dài để điều trị bệnh tiết mồ hôi và khử mùi mồ hôi để lấy lại phong độ tự tin và cảm giác thoải mái cho cuộc sống.